Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Và thời gian gần đây thì mình có nhận được khá nhiều những cái ý kiến, đó là review chai nước hoa Baccarat Rum 540 của nhà MFK. Có vẻ là dạo này thì nó đang khá là hot. Và cũng lâu lắm rồi mình không làm video so sánh. Thì hôm nay chơi lớn mượn được hẳn hai phiên bản, thì mình sẽ làm so sánh luôn hai phiên bản này. Và như các bạn thấy thì đây là hai size của em nó. Một size 70ml của bản Extract, còn một size là 200ml của bản EDP. Size này mình có mượn của anh Đức. Thì nếu như bạn nào mua nước hoa thì có thể xem cái đường link phía dưới nha. Và sau đây là cảm nhận cá nhân của mình với hai em này, và lựa chọn em nào sử dụng vào thời điểm như nào với giới tính ra sao thì các bạn hãy xem video này nha. Trên này mình đây đang là phiên bản Audible Full có dung tích là 200ml. Thì thực ra cái size 70 và cái size 200 nó chả khác nhau là mấy cả. Về thiết kế thì nó chỉ to hơn một chút thôi, còn tất cả về ngoại hình nó sẽ giống nhau. Thì có lẽ là chúng ta đã quá có nhiều những cái video review của em nó rồi. Hôm nay mình làm so sánh nên mình chỉ nói về cái ngoại hình và nói về cái mùi hương thôi. Thì mình sẽ không nói về những cái câu chuyện xung quanh của chai nước hoa này nữa. Thì như các bạn thấy, đây là về phiên bản Audible Full thì nó sẽ có cái phần chai làm bằng thủy tinh trong suốt và cái phần tem làm bằng màu đỏ. Đây, mình zoom vào cho các bạn xem. Đó. Đấy. Và cái nắp của nó thì có chữ MFK ở trên này, biểu tượng của MFK ở trên này. Thì chai nước hoa này thì sau cái phần tem, nếu như các bạn nhìn đằng sau vào thì nó sẽ có một cái hình lồng đèn, một cái hình cái đèn treo trần nhà ấy. Đó. Cái phiên bản này thì hình như là không có. Còn cái phiên bản này thì các bạn nhìn thấy là nó có thiết kế là chai màu đỏ, và cái phần tem này thì lại được làm bằng cái này như kiểu làm bằng nhựa sắt, thiết kế bằng màu vàng, hay là các bạn nhìn hai sự khác nhau rất là dễ nhận biết. Còn về phần nắp nó không khác nhau là mấy. Về cái phần mùi hương của phiên bản Audible Full này thì mình đã xịt cách đây khoảng tầm hơn một năm rưỡi, khoảng đó. Mình xịt vào một ngày trời hè khá là nóng. Và mình nhớ mãi cái kỷ niệm đầu tiên khi mình xịt cái mùi hương này, mình ấn tượng. Đó là mình không thích cái mùi hương này một chút nào. Nó là một cái mùi ngọt khé ở cổ. Sau đó thì cảm giác như kiểu mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện. Có rất nhiều bạn chung ý kiến với mình như vậy. Và cái mùi hương này nó bám quả rất là khủng khiếp. Nên là sau cái lần đó thì mình đã không bao giờ xịt lại cho đến ngày gần đây nhất. Khoảng tầm 3-4 ngày mượn được chai này. Thì mình đã xịt lại em nó và dành nhiều thời gian hơn để có thể cảm nhận được cái mùi hương này. Thì ban đầu cái mùi hương này khi xịt lên tay mình thì nó sẽ có, các bạn sẽ cảm thấy cái vị ngọt. Nhưng mà cái vị ngọt ở ban đầu ở đây thì nó có một chút của hoa. Mình không nhận biết được rõ là hoa gì. Và cái vị ngọt đó thì có một chút của nhựa và một chút hơi xanh xanh. Như kiểu các bạn ngắt một cái cành lá ở trên cây xuống nó chảy nhựa ra ấy. Và cái mùi xanh nó nữa. Và khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau thì cái mùi hương này nó tạo thành một cái tổ hợp rất khó có thể nhận biết được là những nốt hương nào ở trong chai nước hoa này. Và cái mùi hương này thì nó tạo đến cho mình một cái cảm giác, đó là những cái que kẹo bông mà người ta hay, trẻ con hay ăn ở trên đường ấy. Nhưng mà cái que kẹo bông này nó bị cháy, nó không phải ngọt khé. Mà thỉnh thoảng các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi hương này tỏa lên, nó có một chút của hoa, lúc thì lại một chút của gỗ. Đó, một cái mùi hương mình cảm thấy là nó khá là ấm áp và khá là ngọt ngào. Và cái mùi hương này khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ bị một trạng thái, đó là điếc mũi. Nhiều bạn hỏi mình à, anh ơi sao em xem review chai 540 này bán quả khủng lắm, mà tại sao em xịt em chả ngửi thấy gì cả, em phải đưa sát tay lên thì em mới ngửi thấy. Thế là mình cũng thế thôi, tại vì mình đọc là chai nước hoa này chủ yếu là thành phần hóa học, nó rất ít thành phần tự nhiên trong này, nên là mình nghĩ là cái phân tử mùi hương khá là dày. Và khi mà mũi của bạn, não của bạn tiếp nhận một cái luồng thông tin quá nhiều thì nó sẽ không trả lời nữa. Và phải cái mùi hương này trên da mình cũng vậy, mình phải đưa lên thì mình ngửi thấy. Còn thỉnh thoảng nó bốc lên, nó tỏa lên thì mình mới ngửi thấy cái mùi hương này. Nhưng mà thực sự là những người xung quanh mình bảo ui em xịt cái mùi gì mà tỏa khủng vậy, thơm vậy, ngọt vậy. Mình cứ bảo anh ngửi thấy á, em chẳng ngửi thấy gì cả. Và không, anh ngửi thấy rõ lắm. Đó, đấy là trạng thái của các bạn khi xịt cái mùi hương Baccarat Rum 540 này. Còn với phiên bản Extract này thì nhiều người nghĩ rằng là sẽ là một cái phiên bản ngọt hơn, thậm chí còn khó chịu hơn phiên bản
EDP kia, nhưng mà thực sự lại không là vậy. Với cái phiên bản Xchat này thì cái mùi hương của nó sẽ có phần nhẹ nhàng hơn, sẽ có phần không ngọt khé bằng. Và khi cái cảm nhận đầu tiên mình khịt xịt cái mùi hương này ra thì cảm giác là cái nếu như chai nước hoa kia mình đánh số 10 thì chai này nó chỉ 5 thôi. Nó làm rất là mượt mà, rất là dễ chịu. Và cái mùi hương này khi xịt lên tay mình nó có một chút bùi bùi, hơi kiểu béo béo ngậy ngậy nữa. Nó không bị ngọt khé như cái phiên bản kia, nó không bị kiểu nhiều nhựa. Mà ở đây thì là một cái mùi hơi béo béo, ngậy ngậy cùng một chút của long diên hương. Với phiên bản Xchat này thì mình đánh giá là mùi hương nó khá là tuyến tính, khi mà từ đầu đến cuối nó chỉ là một cái mùi ngọt khá là ấm áp. Còn với phiên bản EDP kia thì bạn sẽ nhận được nhiều sự chuyển biến hơn. Và cái phiên bản Xchat này thì nó có một lợi thế hơn là nó bám mùi lâu hơn phiên bản EDP, nhưng mà nó cái phần tỏa hương thì nó lại phần kém hơn. Và về cái dịp sử dụng hai chai nước hoa này thì cá nhân mình đánh giá rằng là nó sẽ phù hợp với những cái dịp mà các bạn hẹn hò đi chơi vào những ngày buổi tối hay là những ngày trời lạnh, thì hai phiên bản này nó rất là phù hợp. Nó mang đến một cái không khí khá là năng động, khá là kiểu ấm áp, kiểu rất là kiểu nhiều năng lượng ấy. Đó, đây là một cái mùi hương khá là vui vẻ dành cho những buổi tiệc tùng. Không phải là quá là tiệc tùng như ở đi bar, mà nó dành cho những cái việc tiệc gia đình, những việc tiệc gặp mặt buổi tối. Thì đây là một cái mùi hương sử dụng rất là phù hợp vào những cái dịp đó. Về giới tính thì mình nghĩ rằng là phiên bản EDP này nó có độ biến chuyển mùi hương và nó có nốt hương gỗ ở trong ngoài mình cảm nhận được. Nó sẽ phù hợp với những bạn nam hoặc những bạn nữ nào thích cái sự cá tính và thích những cái mùi hương ngọt ngào, tỏa hương tốt. Còn với phiên bản Xchat này thì mình nghĩ rằng là các bạn nữ sẽ dùng khá là hợp da, tại vì mùi hương này nó khá là ngọt ngào, nó mang tới một mùi hương rất là quyến rũ. Và nếu như bạn nam nào mà thích cái mùi hương an toàn nhưng mà vẫn giữ được sự ngọt ngào, ấm áp thì các bạn cũng có thể sử dụng bản này. Hai mùi hương này khá là unisex, rất là dễ dùng. Còn về giá tiền của hai em nó thì tất nhiên rồi, hai em này rất là chát. Khi mà chai nước hoa phiên bản EDP này nó có giá khoảng 4,5 triệu, khoảng đó. Còn với phiên bản Xchat này thì nó có giá tầm 6,5 triệu hay sao ấy, nó chênh nhau khá là nhiều. Những người nào sở hữu chai nước hoa này thì chắc hẳn là rất là đẹp trai và xinh gái. Còn với mình, nếu như hỏi mình có mua chai nước hoa này không thì mình sẽ nói là không. Tại vì nếu như bạn nào xem video của mình đến ngày đầu thì các bạn biết rằng mình là một người không thích cái mùi hương ngọt đó, nên là mình sẽ không mua chai nước hoa này. Nhưng mình phải đánh giá một điều thực sự rằng là đây là một cái mùi hương ngọt, nó rất là lạ. Cái vị ngọt ở đây nó khác hẳn những cái vai ngọt những chai nước hoa khác. Một mùi hương, một cái vị ngọt khá là độc đáo. Một cái nó mang tới lúc nào mình xịt mình có cảm giác là như ở trong một cái bữa tiệc liên hoan vào những ngày cuối năm, mà lúc nào cũng có một cái sự ấm áp, một sự ngọt ngào, một sự dịu dàng ở trong đấy. Thì nếu như bạn nào là một cái fan của những cái mùi hương ngọt thì các bạn phải sở hữu cái mùi hương này. Và sở hữu phiên bản nào thì cá nhân mình thích những cái phiên bản này hơn. Tại vì mình không thích những cái mùi hương nó ngọt ngào, nó kiểu quá là nồng nàn, nó quá là kiểu sộc vào người khác, mà lúc nào cũng mang tới một cái mùi hương kiểu tỏa nghi ngút, nên là mình không thích cái kiểu đấy. Mình sẽ thích những cái phiên bản Xchat này, một cái mùi hương làm tốt hơn. Không phải là thích vì nó đắt đâu, nhưng mà mình thấy rằng là cái mùi hương ngọt này nó, với cá nhân mình cảm thấy là nó dễ chịu hơn, nó và nó cũng bám khá là tốt ở trên da mình, và nó tỏa hương thì ở mức vừa phải, đủ để những người khác khi mà kiểu ôm mình, khi mà kiểu gần với mình thì mình có thể ngửi thấy. Chứ nó không kiểu như phiên bản Eau de Parfum kia, khi mà các bạn có thể đi lướt qua thôi là người ta có thể ngửi thấy. Đấy, nếu như bạn nào thích những cái mùi hương ngọt mà gây được sự chú ý thì các bạn phải sử dụng cái phiên bản Eau de Parfum này. Và đó là cảm nhận cá nhân của mình về hai phiên bản của chai nước hoa Baccarat Rouge 540 này. Có thể là đây sẽ là không kể là một cái video review mà các bạn quá là mong chờ, tại vì thực sự là mình cũng không thích em nó lắm. Nên là review thì nó sẽ có phần hơi nghiêng về phía chê nhiều hơn. Nhưng mà nếu như bạn nào đã sở hữu hai phiên bản này thì hãy comment cho những người xem khác ở phía dưới về cảm nhận của bạn. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.